nghiêng đắm chìm tôi xa từ tiếng mưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ thời gian trôi qua mau mong giữ tình yêu cho nhau. Xin mời các bác thẩm âm cái băng số 2 nhá. Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Tiếp tục là những ngày đầu tháng em sẽ tiếp tục đưa sản phẩm màu đỏ để lên giao lưu với các bác. Hôm qua thì em có đưa một chiếc QT88 trơn lên kênh với mức giá là 18 triệu đồng. Đã được một bác khách hàng ở Hưng Yên ủng hộ. Và hôm nay thì em đã gửi hàng cho bác ấy, bác đã nhận hàng. Và hôm nay thì tiếp tục đưa một chiếc QT88 này là QT88 MK2. Thì đó là đời sau của QT88 trơn. Thì con QT88 MK2 này nó có một số điểm khác so với QT88 trơn. Thứ nhất là phần radio của nó có thêm một cái phần là phần cho bắt TV ở Nhật, nhưng ở Việt Nam thì không có bắt được TV. Thứ hai là cái 5 cái cần chỉnh aqua laser này của nó thì là đều bằng nhựa màu xanh, rất là đẹp. Và có một cái điểm nữa là cái này nó không có đèn nháy.
là điểm thứ ba. Và một điểm nữa mà em muốn chia sẻ với các bác là nó chỉ có chỉnh cân bằng loa và không có chỉnh cái phần cho trầm bổng ở đây. Đấy. Về công suất loa thì lớn hơn QT88 trơn và nó là bản nâng cấp từ QT88 trơn lên thành QT88 bậc 2. Con này thì có một cái màu bóng màu đỏ bóng piano rất là đẹp. Đấy. Thì người Nhật người ta cũng rất là chuộng màu đỏ. Bởi vì quan niệm của người Nhật thì màu đỏ nó là cái màu mà thu hút năng lượng, đem lại cái ấm no hạnh phúc. Vì thế màu đỏ được làm một trong những màu mà người Nhật người ta rất là tôn sùng. Con này thì sở hữu hai cửa băng và đầu từ metal chống mòn. Chất âm thì các bác đã được nghe em test. Thì con này ngoài tính năng băng cassette ra thì có thêm là radio FM full tần số 108, có cả đường kết nối điện thoại, ngoài các bác có thể kết nối điện thoại. Và sau đây thì em sẽ đo kích thước của nó. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video kế tiếp. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần và các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Địa chỉ của Thế Giới Đài ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bên em bán đồ cũ nhưng có bảo hành. Sản phẩm trên bán được bảo hành 6 tháng, hỗ trợ sản phẩm trọn đời. Sản phẩm trên là mua đấu Nhật, cam kết các bác là zin tuyệt đối không sửa mạch. Các bác được quyền tháo đài ra kiểm tra nếu cần. Đấy. Kích thước của chiếc đài như sau. Chiều ngang của nó là 59cm. Chiều cao của nó là 16cm, nghĩa là nó cao hơn con QT88 thường 5cm. Nếu tính chiều cao cả quai của nó là 15cm. Thì sau đây thì em sẽ tiến hành quay hình thức của chiếc đài cho các bác. Bác nào quan tâm thì phải liên hệ ngay để sở hữu. Và giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 22,5 triệu đồng. Sản phẩm trên bán được bảo hành 6 tháng. 22,5 triệu đồng của anh ạ. Đấy. Thì màu ở đây nó là một cái màu bóng đỏ, bóng piano cực kỳ đẹp. Có những con mà không hộp xốp em đã từng bán với mức giá 25 triệu đồng và có những con đến 28 triệu đồng tùy theo hình thức của nó anh nhé. Và cũng tùy theo thời điểm phiên đấu, có thời điểm phiên đấu giá của nó thấp thì về mình bán thấp, còn nếu như mà phiên đấu giá nó cao thì về mình bán cao. Đấy, đấy là quan điểm của em là thế chứ không có phải là do thế nào cả. Thế còn lại đài thì nó có cái vết xước lông mèo lông chuột theo năm tháng chứ không phải là bài đài này không có vết xước nhé. Đây lấy nét đấy. Nhiều bác bảo là từ năm 88 đến 90 bây giờ mà không có vết xước là mình nói thế là không đúng. Đấy. Cái phần mạ của nó ở viền loa của nó thì còn rất là mới mà nhìn. Rất mới luôn. Kể cái loa chép này. Đây. Rất mới luôn nhá. Núm nút thì sáng bóng, sáng loáng luôn. Đây có cái vết xước lông mèo lông chuột nào nhìn chưa? Đấy, có xước nhé, không phải là không xước đâu. Quai sách của nó rất là mới nhìn này. Bạn nhìn soi gương này. Đấy. Đây là mặt phía sau của nó. Bác nào mà quan tâm thì phải liên hệ để sở hữu nhá. Đài thì em bán là cam kết bác là zin, nguyên bản 100%. Không túc tác, không spa, không sửa chữa mạch. Bởi vì khi mua ở bên Nhật ấy là nó phải sống em mới mua. Chết thì em sẽ không mua. Đấy. Đặc biệt là cái phần là nhìn cái phần này màu xanh rất là đẹp ạ. Đấy. Em quay là quay bằng video 4K vì thế nên là em quay rất là sát, rõ nét. Đấy, không phải như một số đơn vị quay là quay úp mở. Và tiện thể đây thì chia sẻ với các bác là một thông tin nữa mà em mới nhận được từ một bác khách hàng là nói chung là ham của rẻ. Thì có một cái kênh là cassette Điện Biên. Đấy. Kênh này là kênh rẻ các bác nhá. Kênh này chuyên đi ăn cắp video của những người khác về đăng tải lên sau đó bán với mức giá rẻ cực kỳ luôn. Vì thế nên là các bác mua hàng lưu ý cassette Điện Biên nhá. Đấy. Lưu ý hết sức lưu ý. Và giá rẻ mà yêu cầu chuyển tiền hoặc là bắt cọc tiền. Đấy. Chiếc đài này thì các bác lưu ý này,
nó là cơ điều khiển, vì thế nên trong quá trình dùng là phải đang dùng thì ấn đang play thì ấn stop xong thì mới thao tác khác. Không có bác thì đang play nhưng lại ấn tua, dẫn đến là hay bị treo cơ. Vì thế nên nói chung là dùng các bác cũng lưu ý, bác nhìn đầu từ của nó sáng chưa. Rồi, em sẽ test phần radio nhé, để các bác thập âm phần radio. Con này là FM108, bắt được tất cả các đài của Việt Nam luôn. Đấy. Phần radio các bác muốn dùng được bật nút đỏ đây. Duyên, mai anh xin nghỉ, vợ tống vợ đi. Không. Bạn có nhà không đó? Đấy rồi. Úi trời ơi, thả tiếp gì đây, sao thế này? Dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành đi tạ đây bà. Ngoài tập thể dục thì ông phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica, bách niên cao của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe dê không ạ? Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả bà? Có viên nam đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp tổ thân tổ phổ. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ạ. Yêu đời quá đây này. Còn biết nhân dịp khai trương showroom tại Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và ra mắt dòng sản phẩm mới, Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy. Thế hả? Thế thì tôi đi mua luôn đây. Nếu dung gờ liều bắt cam kết không sạch, không khô, xin trả lại. Máy rửa chén dung gờ liều bắt bảo hành lên đến 7 năm. Dung gờ Turban Spirit. Máy rửa chén dung gờ liều bắt cam kết không sạch, không khô, xin trả lại. Máy rửa chén Sugar Liều Bắc bảo hành lên đến 7 năm. Sugar Turban Spirit. Bà ơi, tôi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ăn thần ngủ ngon. Thực ra tâm lý của chúng ta càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa, cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình. Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng, thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu liên nhiều ạ? Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, thì mỏi gối rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm nữa, đêm thì có thể là 3, 4, thậm chí là 5 lần, có khi là đến đang ngủ cuối cùng. Một lưng rất là gần và điển hình như là đan len. Bây giờ thì Minh Phương thấy rằng là việc là có thể dễ dàng mua được một chiếc cấp. Hiện nay có nhiều hộ gia đình trong làng đã có sản phẩm và tham gia phục vụ khách. Chiếc bộ hàng cũng tuyên truyền để bà con tăng cường phát triển kinh tế, trồng cây ăn trái, chăn nuôi heo đen và gà vịt làm nếp cẩm. Chúng tôi còn duy trì luyện tập nội công chiêng. Thế giới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài của Sharp QT88MK2 tại đây. Bác nào quan tâm đến phòng trên thì có thể liên hệ để sở hữu. Giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 22,5 triệu đồng. Giá trên là chưa có phí ship. Bác nào ở Hà Nội đến tận nơi mua hàng sẽ được giảm giá là 200 ngàn. Còn bác nào ở xa thì bên em sẽ gửi bưu điện. Sản phẩm trên các bác mua hàng là phải cọc tiền. Và nếu bác nào mà tin tưởng chuyển khoản đủ thì bên em sẽ bao ship cho các bác. Một lần nữa xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.